Phục truyền luật lệ ký chương 15 năm sa bát. Vào cuối mỗi 7 năm, anh em phải tha nợ. Đây là cách thức tha nợ. Mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ mà mình đã cho người lân cận vay. Không được thúc ép người lân cận hay anh em mình phải trả, vì lệnh tha nợ của Đức Giê-hô-va đã được công bố. Anh em có thể thúc ép người ngoại quốc trả nợ, nhưng với anh em mình thì phải xóa bất cứ món nợ nào mà họ đã mắc với anh em. Giữa anh em sẽ không có người nghèo khó, vì Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban phước cho anh em khi sống trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm cơ nghiệp. Miễn là anh em chăm chú lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và cẩn thận làm theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho anh em như Ngài đã hứa. Anh em sẽ cho nhiều nước vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Anh em sẽ cai trị nhiều nước, nhưng các nước ấy sẽ chẳng cai trị anh em. Nếu giữa anh em có người anh em nghèo khó, sống trong các thành của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho, thì chớ cứng lòng hoặc bo bo giữ của đối với những người lân cận nghèo khó của mình, nhưng hãy mở rộng tay mình cho người ấy vay bất cứ thứ gì họ cần. Hãy cẩn thận đừng nuôi dưỡng tư tưởng xấu xa trong lòng anh em rằng sắp đến năm thứ bảy là năm tha nợ rồi, và nhìn anh em túng thiếu của mình với ánh mắt ghét bỏ, không giúp gì cho họ cả. Họ sẽ khiếu nại với Đức Giê-hô-va về anh em, và anh em sẽ phải mang tội. Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng. Vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi công việc của anh em và mọi công trình mà tay anh em thực hiện. Vì trong xứ lúc nào cũng có người nghèo, nên tôi truyền dặn cho anh em rằng hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em. Trả tự do cho các nô lệ. Khi một anh em hay chị em là người Hebrew bán mình cho anh em, thì họ sẽ phục vụ anh em trong 6 năm. Nhưng đến năm thứ 7 thì anh em phải trả tự do cho họ. Khi trả tự do cho họ, anh em đừng để họ đi ra tay không. Phải cung cấp cho họ đầy đủ chiên bò từ bầy gia súc, các sản phẩm từ sân đập lúa và từ hầm ép rượu, tức là từ những gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho anh em. Hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ trong đất Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã cứu chuộc anh em. Vì thế mà hôm nay tôi truyền đạt cho anh em điều này. Nhưng nếu người nô lệ nói, tôi không muốn ra khỏi nhà ông, vì người ấy quý mến anh em và gia quyến anh em, cũng như cảm thấy thỏa lòng khi ở với anh em, thì bây giờ anh em phải lấy một cái dùi, kê tai người ấy vào cửa mà xỏ tai, và người ấy sẽ làm nô lệ suốt đời cho anh em. Anh em cũng làm tương tự với các nữ nô lệ. Anh em đừng cho là nặng nề khi phải trả tự do cho họ, vì họ đã phục dịch anh em 6 năm, bằng 2 lần công việc của một người làm thuê. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong mọi công việc anh em làm. Con đầu lòng của gia súc, anh em phải biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mọi con đầu lòng được sinh ra trong bầy bò, bầy chiên hoặc bầy dê của anh em. Đừng bắt bò đực đầu lòng làm việc, cũng đừng hớt lông chiên đực đầu lòng. Hằng năm anh em sẽ cùng gia đình ăn những con đầu lòng đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại địa điểm mà Ngài sẽ chọn. Nhưng nếu chúng có khuyết tật như què, đuôi hay bất cứ dị tật nào khác, thì đừng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em mà phải ăn thịt chúng trong thành mình. Cả người ô uế và người được tinh sạch đều được phép ăn, như ăn thịt hoàng dương hay thịt nai vậy. Nhưng anh em không được ăn huyết mà phải đổ huyết xuống đất như đổ nước.
Luật Lệ Ký, chương 16. Lễ vượt qua. Anh em hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta vào tháng Abib. Vì chính trong tháng Abib, Jehovah Đức Chúa Trời đã đem anh em ra khỏi Ai Cập trong ban đêm. Hãy dâng sinh tế lễ vượt qua lên Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta từ trong bầy chiên, dê hoặc bò của anh em, tại địa điểm mà Đức Jehovah sẽ chọn để danh Ngài ngự tại đó. Không được ăn tế lễ đó với bánh có men. Trong 7 ngày anh em sẽ ăn bánh không men là bánh hoạn nạn, vì anh em đã phải vội vàng ra khỏi Ai Cập để trọn đời anh em nhớ đến ngày mình đã ra khỏi Ai Cập. Trong 7 ngày đó không được có men trong nhà anh em cũng như trên khắp lãnh thổ. Thịt sinh tế mà anh em đã dâng vào buổi tối ngày thứ nhất cũng không được để đến sáng hôm sau. Anh em cũng không được dâng sinh tế vượt qua trong bất cứ thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho anh em, nhưng chỉ tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để danh Ngài ngự. Tại đó, anh em phải dâng sinh tế vượt qua vào buổi tối, khi mặt trời vừa lặn là thời điểm anh em ra khỏi Ai Cập. Anh em phải nấu thịt sinh tế và ăn tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn, rồi sáng hôm sau trở về trại mình. Trong 6 ngày, anh em phải ăn bánh không men và đến ngày thứ 7 sẽ có một buổi lễ long trọng cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Anh em không được làm bất cứ việc gì trong ngày đó cả. Lễ các tuần. Anh em phải tính 7 tuần, bắt đầu tính 7 tuần kể từ thời điểm anh em mang liềm ra gặt lúa. Rồi anh em sẽ giữ lễ các tuần cho Jehovah Đức Chúa Trời anh em và tự tay dâng lễ vật tự nguyện, tùy theo phước lành Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em. Anh em hãy cùng với con trai, con gái, tôi trai tớ gái anh em, người Lê-vi ở trong thành, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa ở giữa anh em, vui vẻ dự lễ tại địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ngự tại đó. Phải nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ tại Ai Cập và phải cẩn thận làm theo các mệnh lệnh này. Lễ lều tạm. Sau khi đã thu hoạch hoa lợi từ sân đập lúa và hầm ép rượu, anh em phải giữ lễ lều tạm trong 7 ngày. Suốt trong kỳ lễ, anh em, con trai con gái anh em, tôi trai tớ gái anh em, người Lê Vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa đều phải vui vẻ và giữ lễ đó. Trong 7 ngày, anh em phải giữ lễ này cho Jehovah Đức Chúa Trời anh em tại địa điểm mà Đức Jehovah sẽ chọn. Vì Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi công việc tay anh em làm, và anh em sẽ vui mừng trọn vẹn. Mỗi năm 3 lần, mọi người nam đều phải trình diện Jehovah Đức Chúa Trời của anh em tại địa điểm mà Ngài sẽ chọn. Đó là vào dịp lễ bánh không men, lễ các tuần và lễ lều tạm. Người ta sẽ không trình diện Đức Jehovah với hai bàn tay trắng, nhưng mỗi người sẽ theo khả năng mà dâng hiến, tùy theo phước hạnh mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ban cho anh em. Các thẩm phán. Anh em phải bổ nhiệm thẩm phán và quan chức cho các bộ tộc trong các thành mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ ban cho anh em. Họ sẽ phân xử dân chúng cách công minh. Anh em không được làm sai lệch công lý, không thiên vị, không nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt kẻ khôn ngoan và xuyên tạc lý lẽ của người công chính. Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi, để anh em được sống và nhận lấy xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em. Cấm thờ thần tượng. Anh em không được dựng trụ thờ bằng gỗ để thờ thần Asherah. Bên cạnh bàn thờ mà anh em sẽ lập cho Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, cũng không được dựng một trụ thờ bằng đá nào, vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em ghét các thứ ấy. Phục truyền Luật Lệ Ký, chương 17. Hình phạt đối với tội thờ tà thần. Anh em không được dâng lên Jehovah Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một chiên con có tỳ vết
hay có khuyết tật, vì đó là điều ghê tởm đối với Jehovah Đức Chúa Trời của anh em. Nếu giữa anh em tại một trong các thành mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em, có một người nam hay nữ làm điều ác dưới mắt Jehovah Đức Chúa Trời, vi phạm giao ước Ngài, phục vụ và thờ phượng các thần khác, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, hay tất cả tinh tú là điều mà tôi không truyền dặn, thì anh em phải điều tra thật cặn kẽ sau khi được báo hay được nghe về điều đó. Nếu điều đó là thật và có bằng cớ về một việc đáng ghê tởm như vậy đã xảy ra trong Israel, thì anh em phải đem người nam hay nữ đã làm việc tội ác đó đến cổng thành và ném đá cho đến chết. Phải căn cứ trên lời khai của hai hoặc ba nhân chứng mới được xử tử kẻ đáng bị chết. Còn nếu chỉ có lời khai của một người thì không được xử tử. Các nhân chứng phải là người đầu tiên ra tay xử kẻ bị tử hình, rồi sau đó dân chúng mới tiếp tay. Như vậy anh em sẽ loại trừ sự gian ác khỏi anh em. Các trường hợp khó xét xử. Khi gặp một vụ án quá khó như giết người, tranh tụng về pháp lý hoặc gây thương tích xảy ra trong thành, thì anh em phải nhanh chóng đi đến địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn, gặp và xin ý kiến các thầy tế lễ dòng Lê-vi và các thẩm phán đương nhiệm. Họ sẽ cho anh em lời phán quyết. Anh em phải làm đúng theo phán quyết mà họ đã công bố cho anh em tại địa điểm mà Đức Jehovah sẽ chọn. Phải cẩn thận làm theo mọi lời chỉ giáo của họ. Anh em phải thực thi đúng mọi lời chỉ giáo cũng như phán quyết mà họ đã công bố cho anh em. Không quay sang bên phải hay bên trái. Người nào kiêu căng không vâng lời vị thẩm phán hay thầy tế lễ đang phục vụ Jehovah Đức Chúa Trời thì người đó phải chết. Anh em phải diệt trừ tội ác khỏi Israel. Toàn dân sẽ nghe điều ấy và run sợ, không dám kiêu căng nữa. Vua của Israel, khi anh em đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em nhận làm cơ nghiệp và định cư trong xứ đó, thì anh em lại nói: chúng ta sẽ lập một vua cai trị chúng ta như các dân tộc chung quanh. Nếu vậy thì anh em phải lập vị vua mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ chọn để cai trị anh em. Vua đó phải là người từ giữa anh em, không được lập một người ngoại quốc không phải là anh em mình lên cai trị anh em. Chỉ có điều là vua ấy không được có thêm nhiều ngựa, cũng không vì muốn thêm nhiều ngựa mà đưa dân chúng trở lại Ai Cập. Vì Đức Giê-hô-va đã phán với anh em rằng, các ngươi không được trở lại con đường đó nữa. Vua cũng không được có nhiều vợ, kẻo lòng dạ lầm lạc. Vua cũng không được thâu trữ nhiều bạc vàng. Khi lên ngôi, căn cứ trên bản luật pháp do các thầy tế lễ dòng Lê-vi giữ, vua phải chép lại cho mình một bản sao luật pháp này. Bản ấy phải ở bên vua và vua phải đọc suốt đời để học tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời, tuân giữ mọi lời trong luật pháp và thực hành các mệnh lệnh này. Như vậy lòng vua sẽ không kiêu căng với anh em mình, không xa cách điều răn, quay bên phải hay bên trái, để vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Israel. Phục truyền luật lệ ký, chương 18, quy định cho các thầy tế lễ và người Lê-vi. Các thầy tế lễ dòng Lê-vi và cả bộ tộc Lê-vi sẽ không được chia phần sản nghiệp với Israel. Họ sẽ sống bằng các sinh tế dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va là phần thuộc về Ngài. Họ sẽ không có cơ nghiệp giữa anh em mình. Chính Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ như Ngài đã phán. Đây là phần mà các thầy tế lễ được hưởng từ trong các lễ vật như bò hoặc chiên mà dân chúng dâng hiến. Người ta sẽ biếu các thầy cái vai, hai cái má và bao tử. Anh em cũng biếu cho thầy tế lễ các sản vật đầu mùa, gồm ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên mới hớt lần đầu. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã chọn họ, và các con trai họ từ các bộ tộc
để họ nhân danh Đức Giê-hô-va mà ứng hầu và phục vụ trước mặt Ngài đời đời. Nếu một người Lê-vi rời bất cứ thành nào trong toàn cõi Israel nơi họ đang cư ngụ và tha thiết muốn đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, thì họ có thể nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà phục vụ, như tất cả anh em dòng Lê-vi khác đang ứng hầu và phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va. Người ấy sẽ hưởng phần lương thực ngang bằng với các anh em mình, không kể lợi tức thu được từ việc bán tài sản của gia đình. Nghiêm cấm bói khoa và tà thuật. Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc ở đó. Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn. Vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em. Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy. Nhà tiên tri. Từ trong đồng bào của anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một nhà tiên tri như tôi. Anh em phải nghe lời vị tiên tri ấy. Đó chính là điều anh em đã cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại Hô-rép trong ngày hội họp. Xin đừng để chúng tôi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay thấy đám lửa hừng này nữa, kẻo chúng tôi phải chết chăng. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với tôi, chúng nói đúng, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều ta truyền dặn. Kẻ nào không nghe theo lời ta, là những lời mà nhà tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hỏi tội kẻ ấy. Nhưng nhà tiên tri nào cả gan, nhân danh ta nói những điều ta không bảo nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Anh em có thể thắc mắc trong lòng, làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không phán. Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm, thì đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy. Phục truyền luật lệ ký, chương 19. Các thành ẩn náu. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã tiêu diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho anh em, và khi anh em đã trục xuất được chúng rồi, định cư trong các thành và các nhà của chúng, thì anh em phải dành riêng 3 thành ở giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp. Anh em phải lập đường xá và chia lãnh thổ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp thành 3 phần, để kẻ giết người có thể ẩn náu tại đó. Đây là trường hợp mà kẻ giết người có thể đến ẩn náu để được sống. Người đó vì vô ý mà làm chết người lân cận, chứ trước đó không hề có thù ghét gì. Giả sử có một người cùng vào rừng đốn củi với người lân cận, khi vung rìu đốn cây, lưỡi rìu rút khỏi cán trúng nhầm người lân cận, làm người này chết. Người gây án mạng có thể đến ẩn náu tại một trong 3 thành ấy để được sống. Nếu không, trong lúc giận dữ, người đòi nợ máu sẽ rượt đuổi kẻ gây án mạng. Và vì đường xa quá nên có thể đuổi kịp và đánh chết người đó. Mặc dù người đó không đáng phải chết, vì trước đó anh em không hề thù hận gì với người lân cận mình. Vì vậy mà tôi truyền cho anh em phải dành riêng 3 thành. Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi anh em như Ngài đã thề với tổ phụ anh em, và nếu Ngài ban cho anh em toàn bộ vùng đất mà Ngài đã hứa với tổ phụ anh em, vì anh em cẩn thận làm theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em ngày nay, tức là kính mến Chúa,
là Đức Chúa Trời và luôn bước đi trong đường lối Ngài, thì bấy giờ anh em phải thêm ba thành nữa vào ba thành đã nói trên. Như vậy máu vô tội sẽ không đổ ra giữa xứ, mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em ban cho anh em làm cơ nghiệp, và anh em cũng không mắc tội làm đổ máu. Nhưng nếu ai vì thù hận người lân cận mà rình rập tấn công và giết chết người đó, rồi trốn vào một trong các thành ấy, thì các trưởng lão của thành có kẻ giết người đó phải sai người đi bắt thủ phạm về giao cho người, đòi nợ máu và nó phải chết. Đừng để mắt đoái thương nó, nhưng phải tẩy sạch máu của người vô tội ra khỏi Israel, thì anh em mới được phước. Anh em không được giờ ranh giới của người lân cận, vốn đã được các tiền nhân dựng lên. Trong phần cơ nghiệp mà anh em sẽ nhận được trong xứ Jehovah Đức Chúa Trời ban cho anh em. Các nhân chứng. Một nhân chứng duy nhất thì không đủ để buộc tội một người về bất cứ tội ác hay hành vi sai quấy nào mà họ phạm. Phải căn cứ trên lời khai của hai hay ba nhân chứng mới xác định được vấn đề. Nếu có một người làm chứng gian đứng lên tố cáo một người khác về hành vi sai phạm, thì cả hai bên tranh chấp phải đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và các thẩm phán đương nhiệm. Các thẩm phán phải thẩm tra kỹ lưỡng. Nếu thấy nhân chứng là kẻ chứng gian đã vu cáo anh em mình, thì anh em phải làm cho hắn, nhưng hắn đã định làm cho anh em mình. Như vậy anh em sẽ diệt trừ tội ác khỏi anh em. Vì nghe tin này, những kẻ khác sẽ sợ, không bao giờ làm điều gian ác như thế giữa anh em nữa. Anh em không nên thương xót những người như vậy. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.